Đây, chào mọi người. Giờ mình tiếp tục với cái vấn đề vượt cống nha. Cái chiếc xà lan cát đó là đã bị tuột tuột cống rồi. Các bạn có thể xem lại ở video trước nha. Hiện giờ là tiếp tục là những chiếc tàu mà không có chở đang tranh thủ vô trước. Bây giờ sẽ là mấy chiếc tàu không vô trước nha mọi người, tranh thủ nha, dòng nước còn xiết cho nên họ sẽ tranh thủ vô trước để cho những chiếc xà lan họ vô sau. Khi mà nước nó dịu bớt thì xà lan chở cẩm nó sẽ vô sau nha mọi người. Bên cạnh đó thì bên kia những chiếc tàu đang ra nó cũng đang tranh thủ nha mọi người, sắp hàng nha. Đó là những chiếc xà lan khủng không nha. Đây lại là một chiếc xà lan chở cát khủng nha mọi người, đang vào cống. Chiếc này ngập khá là nhiều. Các bạn có thấy nó ngập ha? Được rồi mọi người, cái dòng nước như vậy thì nó ám ảnh những chiếc xà lan khủng lắm nha mọi người. Tiếp tục lại là những chiếc xà lan chở cát đang tranh thủ đi vào. Qua cống lúc nào cũng là giai đoạn khó khăn nha mọi người. Chiếc này đang chạy khá tốc độ nha. Đây mọi người, xà lan lớn nha. Chiếc này thật sự lớn nha. Ở phía sau nó còn rất là nhiều xà lan cát lớn, chở rất là nhiều luôn, khổng luôn. Chiếc này lớn hơn cái chiếc cuộc cống hồi nãy nha mọi người. Nếu như chiếc này qua ổn thì chiếc cuộc cống nó sẽ đu theo, có thể kéo nhau á mọi người. Khủng nha, chiếc cầu cống hồi sớm á mọi người, giờ đang vô lại nè. Qua được rồi mọi người.
Cái chiếc xà lan này nó hơi cũ nha mọi người, thấy nó khá cũ nhưng mà mình nghĩ là nó mạnh. Ngã khói đen quá trời mà. Là liên tục các xà lan chở cát, phải có người điều hướng lên trước nha mọi người, để cho tài công họ có thể di chuyển thuận lợi nha mọi người. Rất là vất vả luôn. Xả khói quá trời rồi. Anh té nguy hiểm rồi mọi người, chú ơi. Ê, rồi giá chạm gia chạm mọi người ơi, rất là nguy hiểm luôn. Chú này cũng lớn tuổi rồi mọi người, đi tàu cái này cũng khá là nguy hiểm á. Trời nhả khói rồi, đang cố gắng vượt qua nha mọi người. Ồ, nó kéo cái cổng ra luôn rồi mọi người. Cổng bị kéo ra nha, chứ không phải nó đóng nha. Ôi, đứng luôn rồi. Quá trời ơi. Nhả khói đen luôn rồi. Đứng chỗ luôn nè mọi người. Tụt cống rất là cao nha mọi người. Gia chạm vào cửa cống rồi.